Trước đây em thấy mình chỉ là giảm ham muốn thôi và em cũng cố gắng làm cho tròn nghĩa vụ với chồng. Nhưng gần một năm trở lại đây thì em cảm thấy sợ khi làm chuyện đó và không thích chồng đụng vào người. Nếu như tình trạng như thế này kéo dài thì em sợ sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Em phải hiểu rằng là tình dục là một trong những chất keo gắn kết vợ chồng. Và nếu như em không cải thiện hoặc tìm một biện pháp gì đó để khắc phục thì sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến hạnh phúc hôn nhân. Và em sợ ở đây đó là do em khô rát làm cho nó đau khiến cho em không thích, hay là do em sợ cái đó của chồng nó ghê, nó không sạch sẽ, hay là do anh ấy làm quá mạnh, quá bạo không, hoặc là do tâm lý của em cảm thấy bắt đầu nhạt nhẽo, lãnh cảm với chồng hay không. Còn nếu như không phải những lý do đó thì em hãy xem lại kỹ năng của chồng đã chạm đến những cái điểm trên cơ thể của em khiến cho em đạt được cực khoái hay chưa. Vì có nhiều cặp vợ chồng đã không thích sẵn rồi, còn không biết cách gãi đúng chỗ ngứa, không kích thích vào đúng điểm khoái cảm của vợ, không làm cho vợ cảm thấy kích thích và thỏa mãn. Vậy nên tốt nhất là hai vợ chồng nên cùng ngồi lại, lắng nghe, chia sẻ thẳng thắn. Quan trọng trong đầu của mình phải có sự yêu thương và làm nhiều cách để làm cho bản thân mình hứng khởi, có cảm xúc, và khi mà mình đã hứng khởi thì mới giúp cho não bộ tiết ra được những hormone hạnh phúc, làm cho mình cảm thấy hưng phấn và thăng hoa. Và quan trọng nhất đó là bản thân em phải cởi mở, phải hòa nhịp vào cuộc yêu, chứ không phải lúc nào cũng giữ tâm lý là phục vụ hoặc là trả bài cho chồng. Có như thế thì mới cải thiện được chất lượng chăn gối của mình.